trong triển lãm Tokyo Auto Salon 2022 diễn ra vào hồi đầu năm nay, hãng Mitsubishi đã bất ngờ giới thiệu mẫu ô tô điện mang tên KEV Concept X-Style. Đến nay, phiên bản thương mại của mẫu xe concept này đã chính thức trình làng. Được gọi bằng cái tên Mitsubishi X-Cross F, mẫu xe điện này đã ra mắt cùng với Nissan Sakura trong sự kiện tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 20 tháng 5 vừa qua. Điều này không có gì lạ, VX Cross F là sản phẩm hợp tác giữa hai hãng Mitsubishi và Nissan. Đồng thời, đây cũng là phiên bản thuần điện của mẫu xe KK Mitsubishi X-Cross, hay XX hiện đang bán tại Nhật Bản. Tương tự Nissan Sakura, Mitsubishi X-Cross F cũng có kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.400mm, chiều rộng 1.480mm, chiều cao 1.660mm và chiều dài cơ sở 2.500mm. Bên ngoài, xe cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế dynamic siêu tương tự các mẫu xe cùng thương hiệu, như Spander hay Outlander. Tuy là ô tô điện, nhưng mẫu xe này có ngoại hình không khác biệt nhiều so với Mitsubishi CX Cross thông thường. Trên đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt với những nan nằm ngang, nối liền với giải đèn LED định vị ban ngày. Bao quanh hai chi tiết này là nẹp mạ chrome tạo thành hình chữ X đặc trưng. Cả nan của lưới tản nhiệt và nẹp chữ X đều được mạ chrome màu tối, giúp xe trông gọn gàng hơn. Trong khi đó, ở hai góc đầu xe là cụm đèn pha halogen nằm dọc. Bên dưới còn có cản trước sơn cùng màu với thân xe, tích hợp hốc gió, trung tâm và đèn sương mù LED. Bên sườn đi kèm đường gân nổi bật, nối từ chắn bùn trước đến đèn hậu, và bộ vành hợp kim 15 in thiết kế mới. Ngoài ra, xe còn có logo F ở chắn bùn trước, nóc sơn màu khác biệt với thân xe và ba gơ nóc. Tương tự cản trước, cản sau của xe cũng được sơn màu giống thân xe thêm vào đó là cánh gió mui và cụm đèn hậu nằm dọc, được bao quanh bằng viền màu đen. Bên trong là nội thất bốn chỗ được phối màu khá lịch sự, với ghế bọc da tổng hợp nhằm tạo cảm giác cao cấp. Trước mặt người lái là vô lăng ba chấu, tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, với màn hình LCD 7 in. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí 9 in và cần số điều khiển điện tử dễ, thao tác. Phía dưới cụm điều khiển trung tâm còn có thêm ngăn chứa đồ khá tiện. Đặc biệt, nhờ cụm pin mỏng và nằm bên dưới sàn nên mẫu ô tô điện này sở hữu khoảng duỗi chân ở hàng ghế sau, cũng như thể tích khoang hành lý hàng đầu phân khúc. Được biết, pin của xe là loại 20 kW, giống hệt Nissan Sakura. Với cụm pin kể trên, xe có thể chạy được 180 km sau khi sạc đầy pin. Hãng Mitsubishi tin rằng con số này là đủ để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Đồng thời, Mitsubishi X Cross F và Nissan Sakura được kỳ vọng sẽ mở ra một phân khúc ô tô điện hoàn toàn mới. Với hệ thống sạc thông thường, thời gian sạc đầy pin sẽ là 8 tiếng đồng hồ. Với sạc nhanh, thời gian tăng dung lượng pin lên 80% là 40 phút. Người lái cũng có thể dùng xe để cung cấp điện cho nhà mình trong thời gian một ngày. Trong khi đó, mô tơ điện có công suất tối đa 63 mã lực và mô men xoắn cực đại 195 Nm. Điểm nhấn còn lại là hệ thống đỗ xe tự động Mi Pilot Parking. Hệ thống có thể tự động tìm vị trí đỗ và hỗ trợ vào chuồng, lùi chuồng cũng như đỗ xe song song. Bên cạnh đó là những tính năng an toàn khác như hệ thống Mi Pilot, để xe không thay đổi làn đường trên cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Mitsubishi CX-Cross F có giá dễ mua và phạm vi di chuyển ở mức thực dụng. Do đó, giá xe tại thị trường Nhật Bản chỉ khởi điểm từ 334 triệu đã trừ ưu đãi dành cho ô tô điện. Xe sẽ có mặt trên thị trường từ mùa hè năm nay với tổng cộng 10 màu sơn ngoại thất. Xe cộ, xxxx,